Xin chào quý vị cùng anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Giáo xứ mới Bảo Quang đón cha chánh xứ Tiên Khởi Matthew Nguyễn Đại Tài. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bảo Quang vui mừng đón chào cha chánh xứ Tiên Khởi Matthew Nguyễn Đại Tài. 9:30 đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ. Nghi thức nhận sứ hôm nay do cha Đa Minh Ngô Công Sứ quản hạt Xuân Lộc thay mặt đức cha giáo phận chủ sự. Hiện diện trong nghi thức nhận sứ còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt Xuân Lộc, quý tu sĩ nam nữ, gia đình, linh tông huyết tộc của cha tăng chánh sứ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bảo Quang và giáo xứ chánh tòa Xuân Lộc. Giáo xứ Bảo Quang là một giáo xứ non trẻ mới được nâng lên hàng giáo xứ cách nay 2 năm. Nhờ sự năng động và nhiệt thành của cha quản hạt Xuân Lộc và quý cha phó, mà cụ thể là cha Giuse Vũ Xuân Thực trước đây, rồi cha An Tôn Phạm Xuân Tòa đã gầy dựng vun đắp, nay giáo xứ đã phần nào khởi sắc. Hy vọng với tuổi trẻ và thao thức tông đồ, cha mới Matthew sẽ tiếp nối dựng xây nơi đây trở nên thánh địa của lòng thương xót. Xin chúc mừng cha chánh xứ Tiên Khởi và cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang. Xin Chúa luôn gìn giữ, chở che cộng đoàn Bảo Quang thân yêu bé nhỏ, và nhất là cha Matthew trong bàn tay yêu thương của Ngài, để cộng đoàn ngày càng hợp nhất và phát triển trang hòa tình yêu thương. Đôi nét về giáo xứ Bảo Quang. Mãi cho đến năm 2014, ấp 18 Gia Đình thuộc xã Bảo Quang vẫn là một nơi hẻo lánh, đường đất dân cư thưa thớt. Số gia đình công giáo chẳng có bao nhiêu, lại gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế. Đây là giáo họ Vinh Sơn gồm 3 ấp: ấp Thọ An với 18 gia đình, ấp Ruộng Tre với khoảng 199 gia đình công giáo, với tổng số 820 giáo dân. Để việc chăm sóc mục vụ cho những người giáo dân vùng xa này được quan tâm nhiều hơn, tháng 8 năm 2014, đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, lúc bấy giờ là giám mục giáo phận, đã trao cho cha quản hạt Xuân Lộc lập một điểm dân lễ để hướng tới một giáo họ biệt lập trong tương lai. Nhưng điều gì Thiên Chúa đã muốn thì Ngài đã sắp xếp để đạt đến hoàn thành. Ngài đã sử dụng nhiều đôi tay để thi thố tình yêu, bắt đầu từ những đôi tay quảng đại của ông bà Hương. Khi ông bà dâng 1 hecta đất cho giáo họ, cũng phải kể đến cha Giuse Vũ Xuân Thực, trong tư cách là phó sứ chính tòa, đã cộng tác tích cực với cha quản hạt Đa Minh Ngô Công Sứ chánh sứ, làm cho cộng đoàn tạng mát này thành một đoàn dân của Chúa. Chính Ngài đã dày công làm cho mảnh đất hoang sơ và eo hẹp trở nên một khuôn viên xinh xắn, với ngôi thánh đường tạm nhưng khang trang và đẹp mắt. Trước đây giáo họ Vinh Sơn không ai biết tới, ngay cả giáo dân ở đây cũng có khi xa lạ. Nhưng kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2018, khi có quyết định lập xứ của đức giám mục giáo phận, giáo họ biệt lập Vinh Sơn đã trở thành một xứ mới trong giáo phận, và đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bổ nhiệm cha quản hạt Đa Minh Ngô Công Sứ làm quản nhiệm giáo xứ. Người ta hay nói đến những bước nhảy vọt thần kỳ, sự phát triển của Bảo Quang cũng có thể được xem là một phép lạ thần kỳ mà Thiên Chúa đã ban cho để chúng ta ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bổ nhiệm cha Matthew Nguyễn Đại Tài làm chánh xứ Tiên Khởi. Ngày 21 tháng 9 năm 2020, ngày cả giáo xứ Bảo Quang hân hoan đón cha tăng chánh xứ Matthew. Thật trùng hợp và tuyệt vời,
vì hôm nay vừa là ngày mừng lễ Quan Thầy Mắc Thêu của Cha Tăng Chánh Sứ, cũng là ngày sinh nhật của Ngài, và cũng chính là ngày nhận sứ vụ mới làm Chánh Sứ Giáo Sứ Bảo Quang, ba niềm vui trong một ngày hồng phúc. Làm chúng ta người đi, con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng lời. Sức sống đời con. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là lời của chân lý, là ánh sáng rọi vào trong đêm đen. Luôn khắc nhớ, luôn giữ vững lời người. Lời của người bền vững mãi ngàn năm. Và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu. Luôn thắp sáng, luôn khắc nhớ vào lòng. Lời của người là cõi phúc trường sinh. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời lời người dẫn bước.